Xin chào các bạn, nếu bạn là một người yêu ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn đường phố đậm đà hương vị, thì chắc chắn không thể bỏ qua bún chả Hà Nội, món ăn đã làm say lòng biết bao người từ thủ đô cho đến khắp thế giới. Bún chả không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa bún, chả nướng và nước mắm, mà nó còn là cả một bức tranh đầy màu sắc về văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Bún chả, hương vị đặc trưng của Hà Nội. Bún chả là một món ăn nổi tiếng và được yêu thích rộng rãi tại Hà Nội, mang trong mình hương vị đậm đà của ẩm thực miền Bắc Việt Nam. Đây là món ăn không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn làm say lòng bao du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Nguồn gốc và đặc trưng. Bún chả có nguồn gốc từ Hà Nội và đã tồn tại hàng trăm năm qua. Món ăn này nổi bật với hương vị độc đáo, sự kết hợp hoàn hảo giữa chả nướng thơm lừng và nước mắm chua ngọt. Một suất bún chả điển hình bao gồm bún tươi, thịt nướng, chả, rau sống và nước mắm pha. Thành phần chính, chả nướng, chả được chia làm hai loại là chả viên và chả miếng. Chả viên được làm từ thịt băm nhuyễn, ướp gia vị và nướng chín trên than hoa. Chả miếng là thịt ba chỉ hoặc thịt vai, được thái mỏng, ướp với tỏi, hành, nước mắm, đường và một ít mật ong để tạo vị ngọt tự nhiên và mùi thơm hấp dẫn. Cả hai loại chả đều được nướng vàng giòn bên ngoài nhưng mềm ngọt bên trong. Nước mắm chấm, điểm nhấn của bún chả chính là nước mắm chấm. Nước chấm được pha từ nước mắm, giấm, đường, nước lọc, tỏi, bắc băm nhỏ và có thể thêm cà rốt, đu đủ xanh thái mỏng để tăng thêm độ giòn và vị chua ngọt dịu nhẹ. Nước mắm phải được pha đúng chuẩn để không quá mặn, quá ngọt hay quá chua, giữ được sự cân bằng hoàn hảo. Bún tươi, bún dùng trong món bún chả là loại bún sợi nhỏ, trắng mịn, ăn mềm nhưng không bị nát. Rau sống, rau ăn kèm bao gồm các loại rau thơm như xà lách, tía tô, kinh giới và húng quế. Rau sống không chỉ giúp cân bằng vị béo của chả nướng mà còn tăng thêm hương vị cho món ăn. Cách thưởng thức, khi ăn, bạn có thể gắp từng ít bún, chả nướng, rau sống, rồi nhúng vào bát nước mắm chấm. Mỗi miếng bún chả mang đến sự bùng nổ của các hương vị, vị ngọt mềm của thịt, vị thanh mát của rau và sự đậm đà của nước mắm. Sự nổi tiếng quốc tế, bún chả đã được nhiều thực khách quốc tế yêu thích, đặc biệt là sau khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thưởng thức món ăn này cùng đầu bếp Anthony Bourdain tại một quán bún chả ở Hà Nội vào năm 2016. Hình ảnh ông Obama ngồi ăn bún chả giản dị đã khiến món ăn này trở nên nổi tiếng toàn cầu. Ý nghĩa văn hóa, bún chả không chỉ là một món ăn mà còn là một phần văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Món ăn này mang đậm dấu ấn truyền thống, thể hiện sự khéo léo trong cách chế biến và sự tinh tế trong việc kết hợp các nguyên liệu. Đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa các hương vị mà bất cứ ai thử qua cũng khó lòng quên được. Chế biến bún chả chuẩn vị Hà Nội. Nguyên liệu cần chuẩn bị: thịt ba chỉ hoặc thịt vai, thịt nạc vai xay, bún tươi, rau sống, xà lách, kinh giới, tía tô, húng quế. Gia vị ướp thịt, hành tím, tỏi, hạt tiêu, nước mắm, đường, mật ong, dầu hào. Nước mắm chấm, nước mắm, đường, giấm, tỏi, ớt, cà rốt và đu đủ xanh. Các bước thực hiện: ướp thịt ba chỉ hoặc thịt vai được thái lát mỏng, ướp với tỏi băm, hành tím băm, nước mắm, đường, mật ong, hạt tiêu và dầu hào. Ướp khoảng 30 phút đến 1 giờ để thịt thấm gia vị. Thịt xay trộn với hành tím băm, tỏi băm, nước mắm, hạt tiêu và đường. Nặn thành viên tròn nhỏ, ấn dẹt để dễ nướng. Nướng chả, nướng thịt trên bếp than hoa để có mùi thơm đặc trưng, hoặc bạn có thể nướng bằng lò nướng hoặc chảo chống dính. Thịt nướng chín đều, xém vàng cả hai mặt, tạo nên lớp vỏ ngoài giòn nhưng bên trong vẫn mềm và ngọt nước. Pha nước mắm chấm. Pha nước mắm chấm theo tỷ lệ 3 thìa nước mắm, 3 thìa nước lọc, 2 thìa đường, 1 thìa giấm. Thêm tỏi, ớt băm nhỏ để tạo vị cay nhẹ. Có thể cho thêm cà rốt,
đu đủ xanh bào sợi để tăng thêm vị giòn và chua ngọt cho nước chấm. Chuẩn bị rau sống và bún. Rau sống rửa sạch, ngâm với nước muối loãng và để ráo. Bún tươi chuẩn bị sẵn, để riêng ra đĩa. Trình bày và thưởng thức. Xếp bún ra đĩa, kèm theo chả nướng, rau sống và nước mắm chấm. Khi ăn, gấp một ít bún, chả và rau nhúng vào bát nước mắm, cảm nhận sự hòa quyện tuyệt vời của hương vị. Bí quyết làm nên món bún chả hoàn hảo. Nướng thịt trên bếp than hoa sẽ giúp thịt giữ được độ thơm ngon đặc trưng mà không cách nướng nào có thể thay thế. Lửa than vừa đủ nóng, không quá lớn để thịt chín đều mà không bị cháy khét. Gia vị cân đối, ướp thịt đúng chuẩn, gia vị cân bằng giúp thịt nướng có vị đậm đà và màu sắc hấp dẫn. Mật ong là thành phần bí mật giúp thịt có vị ngọt dịu và màu nướng vàng óng. Nước mắm pha đúng tỷ lệ, nước mắm chấm ngon là linh hồn của món bún chả. Điều chỉnh các thành phần nước mắm, đường, giấm sao cho vừa miệng, không quá mặn hay ngọt là một yếu tố quan trọng. Tìm thấy bún chả ở đâu? Hà Nội, những con phố nhỏ, đặc biệt ở khu vực phố cổ, luôn là nơi lý tưởng để bạn thưởng thức bún chả đúng chuẩn vị Hà Nội. Một vài địa chỉ nổi tiếng như bún chả Hương Liên, phố Lê Văn Hưu, bún chả Đắc Kim, Hàng Mành, bún chả Cửa Đông. Các thành phố khác, dù ở Sài Gòn, Đà Nẵng hay các thành phố lớn khác, bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy bún chả ở các quán ăn mang hương vị Hà Nội. Tuy nhiên hương vị có thể khác đôi chút do biến tấu để phù hợp với khẩu vị địa phương. Bún chả trong đời sống hiện đại. Ngày nay, bún chả đã vượt qua biên giới Việt Nam, có mặt tại nhiều quốc gia với các phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, dù ở đâu, bún chả vẫn giữ được cốt cách bình dị, gần gũi nhưng đầy lôi cuốn, trở thành món ăn yêu thích không chỉ của người Việt mà còn của đông đảo bạn bè quốc tế. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá toàn bộ câu chuyện về món bún chả Hà Nội từ hương vị độc đáo, cách chế biến cho đến những bí quyết làm nên sự hoàn hảo của món ăn này. Hy vọng qua video này, bạn đã hiểu hơn về giá trị văn hóa và sự tinh tế của ẩm thực Việt Nam. Nếu bạn chưa từng thử bún chả, đừng bỏ lỡ cơ hội tự mình trải nghiệm hương vị này, dù là tại một góc phố Hà Nội hay chính trong căn bếp của mình. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like, share để ủng hộ mình. Và đừng quên subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về ẩm thực Việt Nam. Hãy để lại bình luận phía dưới nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn mình giới thiệu thêm món ăn nào khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có những bữa ăn ngon miệng và tràn đầy niềm vui.